thì gần hết, nhà tôi 6 người, 15 còn mỗi tôi bị này. Em không biết ai phòng khác nhưng mà mình em cũng phải vào tầm 1.400, 1.500 người. Cứ bình bình là mỗi ngày là 50 bệnh nhân sốt. Thưa quý vị, dịch sốt xuất huyết đang có diễn biến phức tạp khi có đến 61 trên 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đều có dịch. Tại Hà Nội, người dân thôn Trinh Đương, phường Phú Lương, quận Hà Đông đang phải sống trong nỗi ám ảnh bởi cơn dịch này. Những con đường làng này tưởng chừng như yên ả, nhưng không phải vậy. Người dân nơi này đang sống trong nỗi ám ảnh vì dịch bệnh. Gần 2 tháng qua, tại thôn Trinh Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã trở thành ổ dịch sốt xuất huyết lớn. Theo người dân, dịch bệnh bắt đầu bùng phát lần lượt từ tổ 11 rồi đến tổ 12 và giờ là cả thôn. Hầu như gia đình nào cũng có người mắc sốt xuất huyết. Thực ra là mấy đợt mưa, tạm đợt mưa, mới đợt mưa bão mà là ngập. Ngập nó không còn thể thoát nước ra, nó muối, từ đấy chịu. Gần như là nhà nào bị cả nhà, không phải bị cả nhà, nhưng mà gần như là nhà nào có người bị. Đấy, nhà em thì là có hai vợ chồng, cả nhà chị gái, cạnh người. Cũng theo nhiều người dân tại đây, phần lớn người trong làng bị bệnh sốt đều không đi bệnh viện mà chỉ chữa bệnh tại nhà hoặc đến khám một số bác sĩ ngay ở trong làng. Trước dịch bệnh, chính quyền địa phương cũng đã vận động người dân phòng ngăn dịch bệnh từ việc diệt muỗi. Thường xuyên nếu mà đến các hộ gia đình thì vận động những hộ mua cá rô để thả và thường xuyên khi trời mưa xong thì đi lật úp dụng cụ. Theo Sở Y tế Hà Nội, đây là đợt dịch sốt xuất huyết cao đỉnh điểm trong 10 năm qua. Từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 7, toàn thành phố đã ghi nhận 1.389 trường hợp mắc bệnh. Các quận có tỷ lệ mắc cao là Hoàng Mai, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Thanh Trì, Hà Đông, Ba Đình. Mời quý vị và các bạn truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.